chưa hề động đến bột bả các bác nhé. Đấy, phần hệ thống này, cái phần đầu chassis này, đấy, đinh tán của tai ụ giật sóc này, đấy, nguyên đai nguyên kiện luôn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp, 4 máy, máy 1.6. Đấy, vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của nó thì ăn tầm khoảng 7 lít xăng thôi. Vâng, chỉ có 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhé. Hệ thống cụm chi ABS chống trơn, chống trượt và chống mó cứng các bác nhé. Đấy, form dáng con này thì rất là phong cách thể thao luôn. Đấy, máy lổ rất là êm các bác này, tiếng máy lổ rất là thì thầm. Đấy, máy con này vẫn còn zin các bác nhé, máy số zin luôn. Đấy, các bác xem này, zin từ những cái vách máy các bác này. Đấy, vẫn còn vết keo thuận lợi sản xuất các bác nhé. Đấy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà cần tìm cái mẫu xe mang phân khúc hạng C là đấy, cứ alo cho em. Đấy, tổng quan của lắp capo các bác nhé. Đấy, các lỗ của nó tròn không hề có một chút móc méo nào luôn. Phần keo chỉ của xe này nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, đinh cái đinh tán của xe này zin nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ zin các bác nhé, keo chỉ zin, máy số zin. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghị ô tô cũ Hải Phòng em vừa quay tổng hợp một mẫu xe Kia K3 có năm sản xuất 2000 con này thì sản xuất 2014, máy 1.6, hồ sơ cầm tay. Vậy thì quý vị và các bạn nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe mang phân khúc hạng C thì alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Tiếp tục xả hàng giảm giá một mẫu xe 7 chỗ ngồi, đó là một mẫu xe Ford Everest sản xuất từ năm 2008, phiên bản số tự động, động cơ máy dầu một cầu, biển kiểm soát Hà Nội. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Ford Everest, một mẫu xe mang thương hiệu của nước Mỹ, mang nước sơn màu phấn hồng, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ này, alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Ford Everest bây giờ giá chỉ còn 248 triệu đồng. Vâng, chỉ với 248 triệu đồng, anh chị quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Ford Everest số tự động, xe tư nhân chính chủ, biển Hà Nội 30E. Vâng, 92441 các bác nhá. Con này thì trước bên em là bán nhô 3 đồng, bây giờ chỉ còn 248 triệu đồng thôi. Mẫu xe 7 chỗ ngồi, gầm cao máy thoáng các bác nhá. Đấy, động cơ máy dầu, đấy, động cơ máy dầu một cầu. Đấy, ghế da, vâng, ghế da rất là đẹp các bác này. Ghế da và trần nỉ các bác nhá, ghế da trần nỉ đây. Đấy, có cả vùng điều hòa phía sau luôn các bác nhá. Đấy, cho anh chị quý vị và các bạn. Đấy, dòng này đi rất là bền. Đấy, rất là bền. Dầu ăn khoảng 8 lít trên 100 cây số. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Ford Everest, mua về chạy gia đình hoặc là chạy công trình, công trường hoặc là làm taxi dịch vụ kiếm tiền. Đấy, rất là ok luôn. Vâng, nay chỉ có 248 triệu đồng. Đấy, keo chỉ zin cho quý vị và các bạn nhé. Đấy, keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon. Lốp dép đây. Đấy, các bác xem lốp dép thì rất là dày dặn luôn các bác ạ. Đấy, tất cả những phần hệ thống cua lốp này. Đấy, ok luôn. Đấy, la răng đúc 4 bánh các bác nhá. La răng đúc 4 bánh. Tất cả những phần cột kèo và đầu đít zin các bác này, cột kèo đầu đít zin các bác nhá. Đấy, lay cắt em cắt đến cuống luôn. Đấy, chỗ nào bán rẻ em cam kết bán rẻ hơn luôn các bác nhá. Đấy, bán thật rẻ luôn cho quý vị và các bạn. Mẫu xe Ford Everest động cơ máy dầu một cầu. Đấy, đèn cột và lốp treo các bác nhá. Sau đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, anh em mà đi 5 người. Đấy, gấp hàng ghế đằng sau lên làm khoang đựng đồ này rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Đấy, đây các bác xem này, rất là đẹp các bác nhá. Mẫu xe phải nói là rất là ok rồi. Đấy, cắt lỗ đến cả 100 triệu luôn các bác nhá. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đang cần tìm cái mẫu xe châu Mỹ nhanh chân nhanh tay, alo cho em. Đấy, nhanh chân nhanh tay thì còn, chậm chân chậm tay thì
thì vào Sài Gòn mà mua các bác nhé. Con này thì hiện đang có tại bãi xe ô tô khu Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhé. Sau đây phần hệ thống gầm của xe các bác này. Gầm cao máy thoáng các bác nhé, gầm của nó này, gầm của nó sáng như là gương luôn các bác này, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Gầm của em nó thì cao thì các bác dễ là quan sát luôn các bác nhé. Hệ thống lóc của xe các bác này, các bác xem phần lóc của xe đây. Đây phần lóc của xe các bác này. Lóc của xe còn rất là đẹp các bác nhé, còn rất là đẹp luôn. Còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Anh chị quý vị và các bạn nào mà đang cần tìm cái mẫu xe châu Mỹ này, liên hệ trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em quá nhé. Mẫu xe châu Mỹ rất là đẹp luôn, la răng đúc 4 bánh này, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Qua xem phần lốp dép của xe này. Lốp dép của em nó rất là dày dặn quá nhé, rất là dày dặn luôn. Rất là dày dặn rồi quý vị các bạn nhé. Phần đây phần hàng ghế thứ hai các bạn này. Rất là đẹp luôn, hệ thống táp ly cánh cửa các bác này. Phần táp ly cánh cửa các bác nhá, những cái phần keo chỉ của xe này. Keo chỉ của em nó keo chỉ xịn các bác nhá, zin đều táp táp luôn, tất cả phần khung cánh cửa này. Đó, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Cột kèo và những cái đinh tán của xe này. Cột kèo và đầu đít zin các bác nhá. Máy gầm thì đại chất luôn. Máy gầm thì rất là chất luôn, côn số thì rất là ngon. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đang cần tìm cái mẫu xe châu Mỹ mua về chạy công trình công trường hoặc đường rừng đường đèo thì con này thì đi rất là hợp lý tất cả mọi địa hình luôn các bác nhé. Bô lăng của 4 chấu này, màn hình đầy đủ các bác nhé. Túi khí cũng như ABS rồi. Hàng ghế đằng trước các bác này. Hàng ghế đằng trước các bác nhé, rất là đẹp luôn, vậy bật lên xuống nha. Phần ốc áp bản đề này. Ốc áp bản đề cánh cửa các bác nhé. Cái phần cột kèo và đinh tán của xe. Các bác xem phần cột kèo này. Cột kèo và đinh tán các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện luôn.